Xin chào 90 triệu anh em đã quay trở lại với channel Hỏi Sanity. Mình là Eric. Tiếp tục với cái series nói về trường đại học Bách khoa Hà Nội thì hôm nay trong video này mình sẽ làm một cái so sánh nhanh về ngành công nghệ thông tin cũng như rằng là góc nhìn của mình khi một đứa gọi là theo học ngành công nghệ thông tin trường đại học Bách khoa Hà Nội đi làm và mình nhìn nhận về cái quyết định lựa chọn ngành công nghệ thông tin của đại học Bách khoa Hà Nội so với việc rằng là ví dụ các bạn thấy rằng bây giờ có rất nhiều trường nó cũng đào tạo công nghệ thông tin, có thể kể đến như là Đại học Quốc gia này, Bưu chính Viễn thông, hay thậm chí rằng là các bạn có thể tham gia những trường đào tạo vừa học vừa làm đối với gọi là hệ thống đào tạo của FPT. Thì cái gọi là cái điều đầu tiên cũng như rằng là như mình đã chia sẻ, các bạn biết rằng là có thể rằng là nó khác với các trường đại học khác, thì khi các bạn vào trường đại học Bách khoa Hà Nội ấy, thì điều đầu tiên cũng như là điều kiên quyết các bạn phải biết rằng là việc các bạn tự học là chính thôi. Thì trong suốt cái thời sinh viên của mình thì ngày xưa thì mình học 5 năm đấy các bạn, thì thú thật với các bạn, mình xuất thân không phải là xuất thân mà mình vốn gốc của mình ấy, thì mình là một đứa theo khối A. Và ngày xưa các bạn, nếu nói không phải khoe chứ ngày xưa mình cũng học trường chuyên chẳng hạn. Tuy nhiên rằng là việc mình học trường chuyên ấy thì mình lại theo chuyên hóa, mình không liên quan gì đến việc rằng là cái ngành nghề mình đang làm bây giờ cả. Thì khi học Đại học Bách khoa Hà Nội thì có năm nhất, năm nhất thì bọn mình học thiên về tính toán, gọi là bấm máy tính thôi các bạn, máy tính nha các bạn, không phải là máy vi tính nha. Máy tính thì chúng ta cầm máy tính Casio FX570 chẳng hạn, ngồi tính toán đại số, giải tích, vật lý đại cương, những cái gọi là sau này gọi là mình đi làm mình nghĩ rằng là mình cũng quên bằng sạch mấy cái tính toán tích phân, hàm số, đạo hàm các kiểu, gọi là điệu. Thì đấy về năm nhất thì tuy nhiên rằng học kỳ 2 năm nhất mình có một môn, đấy chính là môn tin học đại cương. Thì đối với môn học này thì mình được học những cái gọi là những kiến thức về một ngôn ngữ lập trình C. Thì về cái ngôn ngữ lập trình C thì các bạn biết rằng là nó gọi là nếu các bạn bạn nào mà theo cái hệ thống nhúng chẳng hạn, hay các bạn phải học về C cộng cộng hoặc là C sharp ấy, tức là C thăng ấy, để các bạn làm game thì nó mới có giá trị. Còn các bạn học C thuần thì mình nghĩ rằng là bây giờ những cái job để làm C thuần nó khá chỉ là ít. Thì về năm nhất thì với lại mình thấy rằng học C mình chẳng vào được các bạn ạ. Mình chẳng hiểu con trỏ là gì, cũng như rằng là mình thấy rằng nó cực kỳ nhàm chán. Thì đấy là về năm nhất của mình. Sang đến năm 2 thì bọn mình có một vài môn được học về kiến trúc của máy tính chẳng hạn, được biết rằng là máy tính có bộ nhớ RAM, memory các kiểu, con là điệu. Sau đấy thì mình có những cái môn ví dụ như rằng là bọn mình có cơ sở dữ liệu để học về thuật toán chẳng hạn. Tuy nhiên rằng là đến năm 2 thì mình cũng chẳng hiểu rằng sau này mình sẽ ra trường mình sẽ làm gì. Cũng như rằng là nếu mà so với các trường khác, ví dụ như là FPT chẳng hạn, thì chắc là đến năm 2 thì các bạn ấy đã có thể gọi là đã có thể làm những sản phẩm, ví dụ làm với Java chẳng hạn. Thì sau này thì mình sẽ phân tích cho các bạn, sau này có thời gian thì mình sẽ nói một chút về cái công việc mới của mình. Thì cái đặc thù cái công việc mới của mình này các bạn, thì anh leader anh ấy có một nhận xét, đấy chính rằng là việc FPT nó dạy cho các bạn thì nó dạy chính xác cái mà cái công việc mới mình đang yêu cầu. Tức rằng là người ta có những cái góc nhìn gọi là ra trường làm cái gì thì người ta chỉ tập trung dạy những cái đấy thôi. Thì như vậy rằng là hết 2 năm, gọi là 2 năm đầu tiên khi mình theo học Đại học Bách khoa Hà Nội thì gần như rằng là nói rằng là mình làm game, làm app hay làm website, hay thậm chí mình theo PA, tester hay cái gì mình chẳng biết mình sẽ theo gì. Thì năm nhất và năm 2 gần như các bạn thấy rằng là chỉ gọi là đúng chất chúng ta chỉ học mà thôi. Thì đến năm 3 thì bọn mình bắt đầu có những môn gọi là bài tập lớn, phải làm những cái project. Thì như vậy thì giảng viên sẽ gọi là cho bọn mình tự chọn đề tài và bọn mình tự làm. Thì như vậy thì mình nghĩ bây giờ mới là bắt đầu thể hiện sự khác biệt của trường Đại học Bách khoa Hà Nội so với trường khác. Đấy chính rằng là việc bọn mình phải tự học. Thì mình thấy rằng là việc bọn mình phải tự học ấy, nó có cái điểm hay và cũng có điểm dở. Cái điểm dở ở đây chính rằng là đối với những bạn mà không có định hướng ấy các bạn, cũng như rằng là những bạn mà chơi một mình ấy, thì rất khó chi cũng như là cực kỳ nản, bởi vì rằng là không biết bắt đầu từ đâu cũng như rằng là phải bắt đầu như thế nào. Còn đối với những bạn mà đã có những người định hướng, ví dụ như là đã có anh chị làm ở ngoài này, có người quen biết, thì người ta sẽ biết được là người ta cần đi những cái gì, cần phải học cái gì. Thì may mắn cho mình rằng là mình cũng có hội bạn, thì bọn nó bảo rằng là làm web đi, thì mình thấy rằng là thì nó biết thì nó dạy mình thì mình cũng học theo. Thì đấy là lý do mình theo làm web thôi, chứ không phải rằng là mình biết trước cái này cái nọ hay là mình làm game đâu các bạn, bởi vì rằng trong cái đám bạn mình chơi thì bọn ấy chỉ biết vậy thì nó dạy cho mình thì mình đi ké theo thôi. Thì như mình đã nói rằng là khi các bạn tự học thì có điểm dở và điểm hay, đấy chính là các bạn phải
cố gắng nỗ lực rất là nhiều. Thì giảng viên thì người ta cũng chỉ gọi là đánh giá kết quả, gọi là các bạn làm được những gì thì người ta công nhận vậy, và đóng người ta sẽ thường là có những nhận xét để cho các bạn có thể cải thiện nhiều hơn. Thì do gọi là như vậy cho đến khi mình ra trường là các bạn chủ yếu, không phải nói là chủ yếu mà nên nói rằng là 100% những cái điều mình học được ấy, giảng viên chưa từng gọi là code cho bọn mình nửa dòng, tức là nói nửa dòng lại hơi nhiều rồi, nửa một chữ code thôi, tức là một cái ký tự code thôi, giảng viên chưa từng giúp bọn mình làm vậy. Đa phần thì giảng viên chỉ gọi là giống như BA, các bạn nhận dự án về bắt đầu phân tích ý tưởng phải làm thế này cái nọ, đưa ra những yêu cầu mà bọn mình phải giải quyết. Thì đấy gọi là về các bạn, mình tin chắc rằng đến sau này cũng vậy thôi. Bạn nào theo Bách Khoa Hà Nội thì các bạn phải biết điều đấy, tức rằng là các bạn vào học mà các bạn xác định theo công nghệ thông tin, những kiến thức các bạn có thể học được cũng như rằng các bạn cần tích lũy là do các bạn nhé, không phải do trường đâu. Thậm chí rằng là các bạn muốn sau này các bạn ra trường các bạn không phải làm lập trình viên, các bạn làm BA chẳng hạn. Nhiều bạn ước mơ làm BA đúng không? Tức rằng là người không phải code các bạn, tức là người ta sẽ đi phân tích những yêu cầu, là người cầu nối giữa cái team dev và cái khách hàng customer của chúng ta. Thì đấy gọi là người BA, tức là một người đóng vai trò phân tích. Thì các bạn biết rằng là phải có những kiến thức về nghiệp vụ cũng như là nó yêu cầu nhiều kỹ năng khác, kỹ năng giao tiếp chẳng hạn. So với lập trình viên thì không phải giao tiếp với con người, chủ yếu là giao tiếp với máy tính, ngồi nhìn cả ngày thôi. Thì đấy là một chút, cũng như là nhiều bạn có thể không biết nghề BA là gì. Thì so với các trường khác thì như thế nào? Thì ở đây thì mình sẽ so sánh với FPT nha, bởi vì rằng là FPT bây giờ gọi là nổi lên, không nói là nổi lên mà nó gọi là nó có rất là có tiếng. Thì đối với trường FPT ấy, thì theo những cái cũng như là mình cũng có cơ hội được làm việc với một vài bạn được ra trường từ FPT, thì các bạn ấy có chia sẻ rằng là các bạn ấy học theo thiên hướng thực hành cực kỳ cao. Thì mình thấy có một điều điều như vậy cực kỳ tốt, bởi vì khi các bạn xin đi thực tập hay là các bạn đi làm ấy, thì các bạn không bỡ ngỡ, các bạn biết được phải làm những gì. Tuy nhiên rằng là do cái mô hình mà các bạn phải gọi là lúc nào cũng có người chỉ trước cho các bạn là cái này cần phải học cái gì, phải biết cái gì ấy, thì nó có một cái giống như là trong tiếng Anh có một cái từ là spoon feeding ấy, các bạn biết là như mấy đứa trẻ em ấy, thì người lớn phải có cái thìa và dụ nó ăn đúng không, phải cho phỉnh nó rồi đút cho nó ăn. Thì như vậy sau này chúng ta người lớn ấy, nếu mà các bạn theo hướng này lâu dài thì sau này các bạn đi làm thời gian đầu các bạn có thể là các bạn thích nghi công việc khá chỉ là nhanh. Tuy nhiên rằng là một thời gian sau ấy, khi các bạn cần phải giải quyết một vấn đề gì mới cũng như rằng là kỹ năng các bạn cần phải trau dồi, ví dụ như rằng là thay vì các bạn bây giờ là không phải là một thành viên của dự án đấy nữa mà các bạn lên tầm leader chẳng hạn, các bạn phải đi phân tích dự án, các bạn phải làm rất nhiều thứ, thì khi đấy thì mới cái thể hiện cái gọi là sự khác biệt giữa trường Bách Khoa và những trường khác nó mới được thể hiện ra nhiều. Lý do vì sao? Lý do bởi vì rằng là bọn mình đã quen với việc rằng là bọn mình phải tự làm rồi, những cái kiến thức mới thì bọn mình phải tự tìm hiểu, bọn mình phải tự mày mò, bọn mình cũng là đã quen với cái sự chịu đựng rồi. Còn những bạn gọi là lâu nay quen với việc rằng là nhà trường đã dạy sẵn, nhà trường đã chỉ sẵn hết rồi, cái gì cũng có giáo trình, cái gì cũng có giảng viên giảng cho chúng ta, thì khi vậy thì các bạn sẽ gọi là gặp khó khăn thôi. Thì đấy chỉ là một góc nhìn nhanh của mình thôi, còn mình biết rằng là có rất nhiều bạn khi học dù học ở trường này trường kia hay là dù các bạn học nghề cũng được, học cao đẳng cũng được, không nhất thiết chúng ta phải học đại học. Tuy nhiên rằng là khi mà các bạn tìm thấy được cái niềm đam mê của bạn ấy, thì mình nghĩ rằng không có gì có thể cản được các bạn đâu. Thành ra rằng là việc mà dựa vào cái việc các bạn học trường nào mà để đánh giá rằng là các bạn có tốt hơn người khác hay không thì mình nghĩ rằng điều đấy hoàn toàn là sai. Cá nhân mình khi mà mình gọi là tuyển, tức rằng là mình cũng có một cái may mắn đấy chính rằng là khi mà anh quản lý mình ấy tuyển thành viên mới cho team thì mình cũng xin ké, gọi là xin ké để gọi là ngồi phỏng vấn xem người ta hỏi cái gì thôi. Thì ví dụ như là khi mình muốn chọn một ai đấy chẳng hạn thì mình chẳng bao giờ quan tâm đến việc là bạn ấy học Bách Khoa hay học FPT đâu, mình chỉ hỏi thẳng luôn, tức là khi mình hỏi câu hỏi đó các bạn thì mình sẽ thấy được cách người ta suy nghĩ như thế nào. Mình sẽ hỏi nhiều cái gọi là không liên quan gì đến việc sau này các bạn sẽ làm đâu. Tuy nhiên rằng là mình cố tình hỏi, mình biết rằng là các bạn chưa đủ trình để giải quyết vấn đề đấy. Tuy nhiên rằng mình sẽ hỏi để xem là cách các bạn ứng biến như thế nào, khả năng các bạn có thể tự tìm tòi cũng như là tự học hỏi nó đến đâu. Thì điều đấy mới là điều quyết định nha. Và mình nghĩ rằng cái điều đấy gọi là cái tố chất mà sau này các bạn phải giải quyết vấn đề ấy, tự các bạn phải tìm hiểu một vấn đề mới cũng như rằng là các bạn phải biết được rằng là những cái áp lực, những cái khó khăn các bạn sẽ cần phải trải qua ấy, thì những điều đấy thì cần thời gian để tôi luyện lên. Thì mình nghĩ rằng là khá chỉ may mắn thì Bách Khoa Hà Nội chính là cái chặng đường đầu tiên cho các bạn sinh viên các bạn phải vượt qua, đấy chính là các bạn phải làm những project
phải gặp những thầy cô khá chi là khó tính, người ta có dạy cái gì đâu, trong khi là người ta cho điểm cực kỳ khắt khe. Thì đấy là sự khác biệt nha. Thì trong video này mình đã chia sẻ góc nhìn của mình về trường Đại học Bách khoa Hà Nội cũng như rằng là về cái ngành công nghệ thông tin. Nhiều bạn có thể nhìn thấy nghĩ nó tự hào, tuy nhiên rằng là cá nhân mình thì không có gì tự hào cả, bởi vì mình biết rằng đấy là cái giá mình phải trả thôi. Thì ý kiến của các bạn là như thế nào? Các bạn có thể cho mình biết bằng cách comment bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video, nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.